mỗi ngày đi học thường kéo dài vài tiếng dậy nên việc học sinh muốn đi vệ sinh là chuyện bình thường. Nhưng lạ nổi, giờ ra chơi gần chục phút nhưng không ai đi mà cứ vào lớp thì lại kéo nhau ra ngoài, ảnh hưởng rất nhiều đến tinh thần dạy học của giáo viên. Bởi đâu có giáo viên nào muốn đang dạy lại có người đứng lên thu hút sự chú ý, khiến bài giảng của mình đang tập trung lại phải tạm ngưng. Tuy nhiên việc xin ra ngoài đi vệ sinh giữa tiết cũng có nguyên nhân cả đấy. Bởi lẽ vào giờ ra chơi, nhà vệ sinh không khác gì bãi chiến trường. Học sinh cứ chen nhau vào đấy chơi đùa, người thì đu cửa, kẻ thì quay phim. Vậy nên chỉ có khi vào lớp, nhà vệ sinh mới tạm thời yên ắng cho học sinh sử dụng được đúng mục đích của nó. Cũng biết là trêu đùa đấy nhưng ai nấy đều không nhịn được mỉm cười trước độ nghịch ngợm và lầy lội của đám học trò. Cảnh tượng phổ biến của mọi nhà vệ sinh giờ ra chơi. Ảnh lớp người ta. Dưới bài đăng là rất nhiều bình luận và lượt chia sẻ hài hước từ tập thể mạng. Không phải tự nhiên học sinh toàn xin đi vệ sinh giữa giờ, cái gì cũng có nguyên nhân của nó đấy cô ơi. Bản nợ. Tờ bình luận. Đúng là học sinh cái gì cũng làm được, đến cả nhà vệ sinh cũng không tha nốt, bạn V. A chia sẻ. Sau khi cô biết được khung cảnh quẳng cũng này trong nhà vệ sinh giờ ra chơi có lẽ sẽ thông cảm hơn mỗi khi học sinh xin ra ngoài giữa tiết, bạn Nga. Tờ bình luận. Người thì đu cửa, người thì quay phim, nào ai dám đi vệ sinh giữa lũ bạn quỷ phá này đâu. Bạn giờ.